Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề lắp ráp đai xích phần 2 nhờ công cụ Belgen trong assembly. Đây là môi trường lắp ráp, mình đã có hai cái bánh xích và hai cái mắc xích trong và mắc xích ngoài. Và các bạn có thể là sâu cho ba mặt phẳng này hiện lên ha, hiện lên. Và mình có thể là dùng cái lệnh là lệnh A-xích để mình tạo trục giữa mặt top và mặt drive. Thì nó sẽ tạo được một cái trục ha, mục đích của mình là mình sẽ ràng buộc ha, ràng buộc cái trục này và cái trục axit 1 này còn xi đành với nhau để mình đảm bảo ha. Và cái mặt của cái thằng sprocket 1 này mà người có thể là sổ ra ha, chọn mặt run của nó, mặt run của nó trùng với mặt run của assembly đây các bạn ha. Đây thì như vậy mình đã được cố định được một cái bánh xích đầu tiên ha. Và bánh xích thứ hai, đối với bánh xích thứ hai này mình sẽ sổ ra, mình chọn mặt phẳng front và mình cũng làm buộc tương tự là cho nó còn xi đành với mặt phẳng front của môi trường assembly ha. Đây, ok ha, như thế này. Và sau khi xong rồi thì các bạn có thể là ẩn đi các mặt phẳng để mình dễ hình dung ha, dễ nhìn hơn. Đây và ẩn đi các trục. Đây đây thì như các bạn thấy ha, nó luôn luôn nằm trên mặt phẳng run như thế này. Mình cố tình lắp lỏng cái bánh xích bên này để mình có thể là tận dụng được nhiều option của cái lệnh Belgen ha. Ở đây đối với cái bánh xích 1, các bạn sẽ sâu cái sketch mình đã tạo trước đó ha, như thế này. Đây mình sẽ sâu sketch mình đã vẽ trước đó và mình sẽ vào lệnh Belgen ha, để mình sẽ tạo ra một cái dây đai, có nghĩa là cái dây để cho cái mắc xích nằm trên cái sợi dây đai này ha. Các bạn sẽ chọn biên dạng sketch thứ nhất của bánh xích thứ nhất nè và chọn cái biên dạng sketch thứ hai của cái bánh xích thứ hai như thế này. Thì đây ha, thì đây là cái kiểu bell and chain của bạn, mình sẽ tích ha, tích đổi chiều sao cho nó phù hợp. Và cái bell location plan này thì mình sẽ chọn mặt phẳng run của cái môi trường assembly của mình để mình đảm bảo cái sợi dây đai này ha, nó sẽ nằm trên mặt phẳng run. Các bạn có thể thấy ha, đường kính thứ nhất, đường kính thứ hai của cái đường tròn của mình ha, những cái đường tròn của mình. Đây. Và mình cố tình lắp lỏng là để mình có thể là sử dụng được chức năng là driving, mình có thể là set up được cái chiều dài dây đai này. Ví dụ mình cho nó là 1000 thì các bạn có thể thấy ha, khi mình để 1000 thì cái bánh xích sẽ xích tới ha. Mình có thể là chỉnh lại 600. Các bạn có thể thấy ha, nó xích tới như thế này. Đây. Thì đây là cái mục đích của mình để mình lắp lỏng ha. Đây, các bạn tích engage bell ha, để tạo tính liên kết ha, liên kết giữa cái bánh xích thứ nhất và bánh xích thứ hai. Mình tích ok thì các bạn sẽ tạo ra được một cái sợi dây đai như thế này. Và mình sẽ dùng lệnh change component pattern như ở cái phần 1 của mình ha. Tương tự, mình sẽ chọn lại các option tương tự ha của cái dây bell của mình. Mọi người sẽ sổ cái dây bell của mình ra. Đây ha, chọn cái sketch của dây bell đây và mình sẽ chọn rút ha, rút thứ nhất và tương tự như những lần trước, chọn mặt phẳng ha, mặt phẳng là mặt phẳng run của chi tiết này, tương tự như vậy. Chain rút 2, chi tiết thứ hai cũng tương tự như vậy ha, và mình cũng sẽ chọn là mặt phẳng run đây và mình sẽ chọn là fill path ha, đây ha, ok, các bạn thích ok ha. Đây đây và tương tự chỉnh lại ha, chỉnh lại cái chiều dài dây bằng một cái cách mẹo khá là đơn giản, đó là các bạn sẽ chọn mặt phẳng run là hướng chiếu của mình để đo cái khoảng cách ha, đo khoảng cách từ tâm đây tới tâm này ha, đây từ hai tâm nha các bạn, và các bạn sẽ đo cái chiều dài khoảng cách mình tích là ok ha, và khoảng cách hai tâm là 18.17 ha, các bạn sẽ bỏ thằng này đi. Và mình sẽ nhớ con số là 18.17. Và mình sẽ vào cái bell and chain, mình sẽ edit cái feature và mình sẽ 900 trừ đi 18.17 các bạn ha. Ok. Và mình đây, các bạn sẽ thấy ha, mắc xích đều nhau ha. Và khi mắc xích đã đều nhau rồi và hai cái bánh răng đã có cái tính liên kết rồi, các bạn sẽ thấy ở đây ha, nhờ bell and chain này hai cái bánh răng đã có tính liên kết ha, và lắp vào cho nó vị trí tương đối không va chạm các mắc xích ha. Và các bạn có thể là dùng cái tính năng animation, mình có thể ẩn đi các sketch này ha, ẩn đi
và mình dùng animation. Trước khi vào animation, mình sẽ dùng thêm một cái ràng buộc mây, ràng buộc gear ha, bánh răng, lắp ráp bánh răng giữa cái bánh răng đầu tiên. Đây ha, mọi người có thể là chọn đường kính trong hoặc là đường kính ngoài như thế này, hoặc đường kính bất kỳ, và một cái đường kính trên mắt xích của bánh răng ha, như thế này. Đây, và mọi người có thể là nhập tỷ lệ cho nó vào cho nó phù hợp. Ví dụ ở đây mình nhập tỷ lệ là 148 hoặc chia 50, ví dụ như vậy ha. Ok. Đó, sau khi lắp xong thì mọi người có thể là xoay kiểm tra. Đây, và khi thấy nó cùng chiều rồi thì mọi người có thể là dùng tab Motion Study ha. Z yes nè. Và mình dùng animation thôi. À, mình sẽ dùng cái rotate ha, motor à, để mình chọn rotate, chọn cái vành tròn. Khi mình chọn vành tròn ha, chọn chiều này, đổi chiều này. Và tốc độ quay của mình là 10 rpm chẳng hạn ha. Mình sẽ quay 10 rpm. Đây. Trong vòng 4 giây à, ví dụ như thế này. Và mình sẽ tính toán. Các bạn có thấy ha. Này. Thì mình nên dùng cái tính năng animation này hơn hơn là cái mô phỏng thực tế ha. Khi mô phỏng thực tế thì nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian. Ở đây mình có một cái file ví dụ về mô phỏng thực tế. Thì để mô phỏng thực tế thì các bạn tạo cái dây bell chain thì mình bỏ cái tích engage đi ha, để hai cái bánh răng này nó không còn liên kết được với nhau. Và sau đó mình sẽ thêm những cái ràng buộc. Những cái mặt phẳng front của những cái mắt xích này nó sẽ trùng với cái mặt phẳng front của môi trường assembly của mình ha. Thì nó sẽ thêm những cái mây à, khá là lâu. Và khi chạy mô phỏng thực tế thì nó cũng sẽ tốn nhiều thời gian của các bạn ha. Cho nên mình khuyên các bạn là mình nên ở chế độ animation hơn ha. Chúc các bạn thành công.